Vâng, xin chào tất cả bạn. Chào mừng tất cả bạn đến với kênh của Laptop Phan Đạt, và rất vui được gặp tất cả bạn ở kỳ lễ mới này nha. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với tất cả bạn là một dòng đeo Latitude nhỏ, gọn, bền bỉ nha các bạn. Đây, tên của máy nằm ở đây nè các bạn. Đeo Latitude 7300 nha, 7300. Đó. Rồi, nếu như bạn nào cần một chiếc máy có thể dễ dàng di chuyển nè các bạn, có thể dễ dàng bỏ vào ba lô mà chúng ta có thể mang đi mọi nơi mà để làm việc nha các bạn. Đây. Dễ dàng di chuyển, học tập, làm việc. Một cái con máy mà có cái cấu hình khá là tốt nha các bạn. i7-8665U, RAM 16GB và SSD là 512GB nha các bạn. Đó. Wi-Fi là thế hệ thứ 5, bắt được 2 băng tần nè. Rồi, chúng ta hãy cùng đi về phía bên ngoài trước nha. Đây, xin mời tất cả các bạn cùng xem. Đây, chính là cái phủ vân carbon ở phía trên mặt A nè các bạn. Để chi? Để gia cố và bảo vệ thêm cho cái màn hình của chiếc máy này nha các bạn. Đây, logo của Dell được mạ chrome nằm ở chính giữa nè các bạn. Đó, rất là quen thuộc nếu như bạn nào hay theo dõi cái kênh của mình nha các bạn. Rồi, ở đây nơi cắm cái thẻ SC nè, cái này ở nước ngoài người ta dùng rất là nhiều ha, bên mình thì rất là ít dùng nha các bạn. Rồi, ở đây là cổng USB nè các bạn, có thể truy xuất dữ liệu rất là nhanh nha. Đó, cổng USB, cổng HDMI xuất ra màn hình độ phân giải đến 4K luôn nha các bạn. Đó. Rồi kế bên là cổng USB Type-C, cổng này là tất cả trong một nha, đa chức năng, đa tác dụng luôn, truy xuất dữ liệu, truyền tải dữ liệu. Đó. Rồi xuất ra màn hình nè, rồi sạc cho những thiết bị khác được luôn nha các bạn. Đó. Rồi kế bên là cổng đeo, cổng sạc đeo nha các bạn, đeo đầu to nè. Đây. Rồi về cạnh gáy đây các bạn, cạnh gáy của máy là bản lề đơn cho nên là sẽ không có cổng kết nối nào nha các bạn. Sẽ không có cổng kết nối nào, để chi, để nhằm cái mục đích là làm cho con máy mỏng mỏng nhất có thể nha các bạn. Đó. Rồi, ở đây. Đây là nơi chấm cộng lộn của con máy nè các bạn. Đó, chúng ta hãy thấy cái biểu tượng kế bên đây ha. Nè, rồi. Kế đến là cổng, một cổng USB nữa nè các bạn. Cổng này à, USB nữa nè. Rồi. Ở đây. Ở trên là cổng micro SD, cái thẻ nhớ rất là nhỏ nha. Có thể chúng ta cắm vô trực tiếp, truy xuất dữ liệu trực tiếp luôn, không cần phải thông qua bất kỳ một cái đầu chuyển nào nữa nha. Rồi, vị trí cắm sim, máy này có hỗ trợ được sim 4G trên đây luôn nha các bạn. Rắc 3.5, tai nghe tích hợp với micro nè. Rồi, phía mặt sau đây các bạn, nơi hút gió tản nhiệt nè. Cái này hút cho con cái ổ cứng nè các bạn. Cái này hút cho con CPU nè. Đó. Rồi, tên, tất cả mọi thông tin của máy đều nằm đây. Hai dãy cao su để chống trơn trượt nè. Rồi. Đây là license nguyên bản quyền nha các bạn. Máy có nguyên bản quyền luôn nha. Đó. Hai vị trí về loa nè. Rồi. Chúng ta hãy cùng xem phía bên trong bàn phím. Đây, mời tất cả bạn cùng xem. Rồi, bàn phím đây các bạn. Bàn phím có LED luôn nha. Hành trình của phím, bấm phím rất là tốt. Nếu bạn nào mà hay đánh máy á, chúng ta lựa chọn con này. Nếu mà muốn máy nhỏ gọn nha các bạn. Và con này do là nhỏ gọn cho nên sẽ không có bàn phím số kế bên nha các bạn. Nó chỉ có bàn phím trực tiếp nằm đây nè. Rồi. Kích thước màn hình 13.3 inch nha các bạn. Kích thước của con máy này bằng con 7280 nhưng màn hình lớn hơn do là ở đây nó có cái viền nè các bạn. Cái viền siêu mỏng nè. Đó. Thì nó sẽ ăn gian được miếng này và nó sẽ lên đến là 13.3 inch. Full HD IPS có luôn cảm ứng luôn nha các bạn. Có luôn cảm ứng luôn. Đây các bạn xem. Đó. Rồi. Cấu hình nè các bạn, i7-8665U, RAM 16GB, SSD 512GB. Đó các bạn xem. Với một cái cấu hình như thế này các bạn thì chúng ta có thể dễ dàng xử lý được tất cả các tác vụ liên quan đến văn phòng rồi nha các bạn. Word, Excel, PowerPoint nè, đó, lên mạng, nghe nhạc, xem phim, học tập. Dành cho những bạn mà làm về bên văn phòng nè, những bạn mà viết code có thể viết được trên đây luôn nha các bạn. Rồi. Những bé mà muốn đi học tìm hiểu làm quen với laptop nè các bạn thì đây cũng là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời nha. Màn hình của nó là Full HD IPS của Dell cho nên bảo vệ mắt rất là tốt luôn nha các bạn, rất là tốt. Đó. Rồi, ở đây các bạn xem, đây tên máy nè, Dell Latitude 7300. Đó. Máy có Face ID, mở máy nhận diện khuôn mặt nha các bạn, và có đóng mở camera bằng cái khóa cơ này các bạn. Mọi chức năng của máy hoạt động hoàn hảo hết luôn nha các bạn. Đây, cảm ứng đó.
Và hiện tại là máy đang được bán là dưới 10 triệu nha các bạn, dưới 10 triệu cho một con máy cấu hình là i7, RAM 16 và SSD là 512GB. Và máy, tình trạng của máy là zin 100%, zin 100% nha các bạn. Đó, bạn nào cần một con máy nhỏ gọn dễ dàng di chuyển thì đây là sự lựa chọn rất là tốt nha. Các cổng kết nối đều có, hầu như có hết nè các bạn. Đó, để xuất hình ảnh nè, để chiêu xuất dữ liệu nè, tai nghe nè. Đó, đây phía trước của máy đây bạn, đây là đèn báo hiệu khi mà chúng ta cắm sạc ha. Đây là cái nơi mà chúng ta sẽ dễ dàng mở máy hơn nè các bạn. Rất là nhỏ nhẹ mà bền bỉ nha các bạn. Đây là vân carbon thì phía dưới của nó là hợp kim nhôm manhê nha. Ở đây cũng là hợp kim nhôm manhê nè các bạn. Đó, còn đây là cái nhựa mà nhựa composite nha các bạn. Rất là bền, rất là chắc chắn ha. Rồi, ở đây các bạn, nếu như bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể đến trực tiếp cửa hàng của mình 101 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để xem máy trực tiếp nha. Một con máy nhỏ, gọn, bền bỉ, dễ dàng di chuyển, dễ dàng thao tác, nhanh, mạnh nha các bạn. Đó, rồi, bạn nào ở xa có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0984997374. Đó, liên hệ qua số điện thoại này hoặc là Zalo nha các bạn. Mình sẽ check tin nhắn, check điện thoại thường xuyên nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp ở những clip tiếp theo. Ở clip tiếp theo, mình sẽ giới thiệu về phía bên trong của con máy này nha các bạn. Cũng như là nhắc lại con máy này sử dụng được tác dụng gì nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.